Quay vô lô đậu xuân ra đây. Đây. Tôi mở quán làm ăn lương thiện để kiếm sống thôi à. Mấy cô chú đừng đến đây mà quậy phá tội nghiệp tôi. Bà nói với con Xuân á, trả tiền cho tôi nha. Nếu không á hả, cái quán này nha, tôi đốt sạch hết luôn á. Chứ tụi tôi không dám quậy phá hả. Trời ơi, mấy cô mấy chú ơi, bữa nay tôi mệt, tôi không có mở quán. Mấy chú mấy cô về giùm cho. Cái gì? Bây giờ bà muốn cái gì hả? Về bà nói với con dâu bà nghe, đóng tiền lãi cho tôi nha. Nếu không á hả, cái mạng của bà cũng giữ không được nữa đó. Chứ đừng nói tới cái mạng của nó. Hả? Đừng có buồn ra. Chị, bình tĩnh. Mày thấy bà lời không? Hai. Nãy giờ càng tiếng là lớn được. Bây giờ nè, tôi kêu bà trả tiền đàng hoàng nghe chưa? Nếu bà không trả á, bà tin cái bàn nhà tôi đập nát rồi nó bẻ tôi đền không? Thôi. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Thôi. Nè. Đốt quán. Đốt quán cho tao. Mấy người làm cái gì vậy? Đổi tiền chứ làm gì? Bây giờ muốn sao? Bình tĩnh lại nghe. Sao? Ông giữ gìn mạng xấu ông lại bớt la nghe. Ở đây chỗ này tôi được la. Ông lại, ông vô đây muốn làm cái gì? Nói. Tao lại không cần biết. Sao? Bây giờ muốn cái gì? Muốn gì? Tao gọi công an phải không? Gì? Muốn tao báo công an chuyện này phải không? Được. Ê, bà liệu hồn á. Tụi tôi không có sợ đâu. Đi tụi bay. Không phải là tôi sợ đâu nghe. Chẳng qua là hôm nay tụi tôi qua cảnh cáo nghe. Về nhắc nó đóng tiền lãi đàng hoàng nghe. Không lần sau tụi tôi quay lại tiếp nghe. Đi lẹ lên. Đi. Ông nhìn cái gì ông già? Cô nói cái gì? Ông có tin là tôi xử đẹp ông không? Thử đi. Ông coi chừng tôi xử ông đó. Cái gì mày? Thôi về. Kẻ lừa kẻ lối. Trời ơi. Mệt. Trời ơi, tại sao như vậy hả trời? Nói không nghe nè trời ơi. Nè, hồi chị Tám đừng có buồn nữa. Chuyện không ai muốn vậy đâu. Thấy không? Tại cái đám vô đảng vô thực nó như vậy. Đúng là cái thứ mất dạy gì đâu không hả? Bà Tám, không ngờ có ngày bà cũng bị vậy hả bà Tám? Đúng là quả báo mà. Đi! Cút ngay đi! Đúng là cái thứ vô lương tâm. Thiệt tình. Trời ơi!